Em Cát xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Em Cát lại quay trở lại với các bạn trong một buổi nói chuyện của một vị khách hàng đã đặt thuế ngực tại Em Cát rất là lâu rồi. Và hôm nay chị ghé đến Em Cát để tái khám định kỳ. Vâng, xin mời chị giới thiệu về mình cho các bạn được biết được không ạ? Mình tên là Hường, mình 28 tuổi. Dạ, không biết là hiện tại chị Hường đang làm công việc gì hả chị Hường? Mình thì làm nội trợ. À dạ vâng. Đầu tiên thì không biết là chị Hường biết tới Em Cát qua kênh thông tin nào hả chị Hường? Qua bạn giới thiệu. À vậy là bạn mình cũng đã từng thực hiện dịch vụ tại Em Cát, sau đó là giới thiệu qua cho mình đúng không ạ? Dạ vâng. Thì để biết được tình trạng ngực của chị Hường trước khi tới Em Cát là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phân tích trước nha quý vị nha. Đây là tình trạng của mình trước khi tới với Em Cát. Chắc là chị Hường đã không muốn nhìn những hình ảnh này nữa rồi đúng không ạ? Dạ. Quý vị có thể thấy là mô tuyến ngực hai bên của chị Hường là khá là ít và nó cũng không có cân đối nhau nữa. Khe ngực khá là xa, mô tuyến khuyết mô tuyến ở vùng nách rất là nhiều. Đây, quý vị có thể thấy hai chân ngực cũng không có đều nhau. Thì sau khi mà mình đã tới tư vấn trực tiếp với bác sĩ Khiêm và mình chụp hình trước máy vết da để các phân tích về các thông số ngực, thì bác Khiêm đã chọn ra cho mình một cái size tuyến ngực rất là phù hợp và một đường mổ cũng rất là thích hợp đúng không chị ha? Dạ. Chị Hường có thể chia sẻ với các bạn được biết là mình đặt dòng túi nào được không ạ? Mình đặt dòng túi nano chip. Dạ. Rồi size mình bác sĩ chọn cho mình là 285. Dạ, rồi 285 đồng bên luôn đúng không chị? Dạ, đúng rồi. Mình đặt đường mổ nào chị ha? Mình đặt đường túi ở chân lông vú đúng không ạ? Đúng. À đúng rồi, ngay cái đường chân lông vú của mình. Đây quý vị có thể thấy được là qua cái phân tích ngực trên máy vết da và trên kinh nghiệm thực tế của bác Khiêm thì bác Khiêm đã chọn ra chị được cả size tuyến ngực là 285 đồng đều hai bên. Sau đó là mình kết hợp mình đi đường chân lông vú ha. Mình hình như cũng có sinh bé rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ, đúng rồi, cho nên là mình chọn đường mổ này rất là thích hợp. Không biết là trong lúc làm mình có kết hợp mình thu ti hay là mình thu quần gì đó không chị ha? Dạ có, mình có thu đột ti. À đúng rồi, hèn chi là mình đi đường mổ đấy đúng dạ. không ạ? Đây quý vị có thể nhìn lại hình ảnh trước khi làm và bây giờ chị Hường đã rất là tự tin với vòng mổ hiện tại của chị rồi. Thì qua đây thì không biết là chị có muốn nhắn nhủ điều gì tới các bạn đang có ý định nung nấu ý định là thẩm mỹ vòng mổ nhưng mà đang còn e ngại không ạ? Nếu mà các bạn mà tự ti vòng mổ á thì mình cứ đi làm đi, rồi làm xong mình rất tự tin. Dạ. Chẳng hạn như của mình mà quần áo hoặc là mình đi chơi biển bikini thế này bạn trai mình thì rất thích nữa. Vâng ạ. Đúng rồi, mình không những làm đẹp cho bản thân mình mà còn làm đẹp cho ông xã, người yêu và cũng như người thân mình đúng không chị? Dạ đúng. Thì sau khi mà làm được xong thì cho em hỏi là công việc và nói chung là công việc và những mối quan hệ xã hội của mình nó có thay đổi gì nhiều không chị ha? Mình có cảm thấy tự tin hơn nhiều không ạ? Dĩ nhiên là rất tự tin hơn trước đây rất nhiều. Dạ vâng. Thì hiện tại ngực mình là được 9 tháng đúng không chị dạ, ha? Đúng. Thì lúc này thì mình đi ra ngoài thì mình mã hai dây thì mình tạm thời mình bỏ áo ngực ra, nhưng mà khi về nhà thì mình cố gắng mình mặc áo nâng đỡ ngực thường xuyên chị ha, để dạ. cho giữ cho bộ ngực của mình luôn đẹp và cân đối như hiện tại. Dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay với cùng Thanh và một chị kiểu nữ khách hàng rất là xinh đẹp. Hẹn gặp lại chị trong những buổi tái khám vào 12 tháng ha chị ha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi nói chuyện tiếp theo. Những bạn nữ nào đang có băn khoăn về bất kỳ dịch vụ thẩm mỹ nào tại bệnh viện thẩm mỹ Em Cát, từ khuôn mặt cho đến là bóc dáng như là vòng 1, vòng 2, vòng 3 và kể cả hút mỡ, thì đừng ngần ngại inbox trực tiếp tới trang Facebook của bệnh viện thẩm mỹ Em Cát hoặc là bác sĩ Khiêm để các chuyên viên tư vấn của Em Cát sẽ tìm cho các bạn một phương pháp thẩm mỹ phù hợp.